Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin cập nhật về giá cà phê sáng nay, ngày 29 tháng 8 năm 2024 trên kênh Phụ Nữ TV, kênh chuyên cập nhật những thông tin về giá cà phê và giá hồ tiêu hàng ngày. Chúc quý vị và các bạn ngày mới vui vẻ, bình an và luôn gặp nhiều may mắn. Các bạn xem video hãy ủng hộ miễn phí cho kênh một like và một đăng ký kênh. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Thưa các bạn, giá cà phê sáng nay ngày 29 tháng 8 tiếp đà tăng cao trên thị trường thế giới và trong nước. Trên thị trường thế giới, kết thúc phiên giao dịch sáng nay tại sàn London, giá cà phê Robusta ở kỳ hạn giao tháng 11 năm 2024 tăng thêm 80 USD trên tấn với mức tăng là 1,65% lên mức giao dịch là 4.926 USD trên tấn. Trong khi đó ở kỳ hạn giao tháng 1 năm 2025, giá cà phê tăng 69 USD trên tấn với mức tăng là 1,48% lên mức giao dịch là 4.717 USD trên tấn. Nếu quy đổi theo tỷ giá đồng USD, hiện giá cà phê ở kỳ hạn giao tháng 11 và tháng 1 trên sàn London tương đương với mức giá là 123.300 đồng và 118.100 đồng một kg, các mức tăng đáng kể. Khối lượng giao dịch thì duy trì ở mức trên trung bình, cùng đà tăng với giá cà phê Arabica trên sàn New York ở kỳ hạn giao tháng 12 năm 2024, giá cà phê tăng thêm 1,2 cent trên bao với mức tăng là 0,47% lên mức giao dịch là 256,45 cent trên bao. Trong khi đó ở kỳ hạn giao tháng 3, giá cà phê tăng 0,85 cent lên mức là 254 cent trên bao. Các mức tăng nhẹ, khối lượng giao dịch thì duy trì mức khá cao trên mức trung bình. Giá cà phê phục hồi sau tổn thất ban đầu do lo ngại về mùa màng ở Brazil. Vào ngày thứ ba, cà phê Arabica tháng 12 đã công bố mức cao hợp đồng và hợp đồng tương lai gần nhất đạt mức cao nhất trong 13 năm. Đối với cà phê Robusta ở kỳ hạn giao tháng 11 thì đạt mức cao mới trong hợp đồng và hợp đồng tương lai gần nhất công bố mức cao kỷ lục. Tình trạng khô hạn quá mức ở Brazil có thể khiến cây cà phê ra hoa sớm và làm giảm năng suất cho vụ mùa cà phê niên vụ năm 2024-2025. Thời kỳ ra hoa của cây cà phê Arabica ở Brazil bắt đầu vào tháng 9. Tuy nhiên, thời gian gần đây, tình trạng khô hạn quá mức, một số vườn cà phê đã chết khô, dẫn tới lo ngại về sản lượng vụ mùa cà phê sắp tới. Cơ quan dự báo thời tiết trong 2 tuần tới, vùng trồng cà phê của Brazil hầu hết là khô hạn. Thưa các bạn, về tình hình giá cà phê trong nước sáng ngày hôm nay, ngày 29 tháng 8, ghi nhận ở các địa phương, giá cà phê tăng 1.000 đồng trên 1 kg. Sáng nay thì giá cà phê trong nước thu mua quanh mức là 122.400 đồng tới 123.500 đồng 1 kg. Tại tỉnh Lâm Đồng, khu vực huyện Lâm Hà và thành phố Bảo Lộc ghi nhận quanh mức là 122.500 đồng 1 kg. Ở khu vực huyện Đức Trọng và huyện Di Linh, mức giá là 122.500 đồng và 122.400 đồng 1 kg. Tại tỉnh Đắk Lắk, khu vực huyện Cư Mờ Ga ghi nhận ở mức là 123.200 đồng 1 kg. Tại khu vực huyện E Hà Leo và thị xã Buôn Hồ, mức giá là 123.100 đồng 1 kg. Giá cà phê khu vực huyện Cư Quyên, Cờ Rông Năng và huyện Cờ Rông Bắc cũng thu mua quanh mức giá là 123.100 đồng tới 123.200 đồng 1 kg. Tại tỉnh Gia Lai, khu vực thành phố Pleiku và huyện Yagrai sáng nay thu mua quanh mức là 123.200 đồng 1 kg. Tại khu vực huyện Chư Prong và huyện Chư Sê, mức giá là 123.100 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Nông, khu vực thành phố Gia Nghĩa và huyện Đắk Min ghi nhận ở mức là 123.400 đồng 1 kg. Tại khu vực huyện Đắk Lấp và huyện Đắk Song, mức giá là 123.300 đồng 1 kg. Tại tỉnh Kon Tum, sáng nay khu vực huyện Đắk Hà và huyện Ngọc Hồi thu mua với mức giá là 123.200 đồng 1 kg. Ở khu vực huyện Đắk Lây, mức giá là 123.100 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Đồng Nai, sáng nay thu mua quanh mức là 123.300 đồng 1 kg. Và tại khu vực tỉnh Bình Dương, mức giá là 123.500 đồng 1 kg. Đối với giá cà phê giao tới các kho quanh cảng thành phố Hồ Chí Minh, ghi nhận ở mức là 123.700 đồng 1 kg. Còn trên thị trường tự do, giá cà phê nhân xô được các công ty và đại lý thu mua ở những vùng nguyên liệu quanh mức giá là 123.400 đồng 1 kg. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi những thông tin cập nhật về giá cà phê sáng nay của chúng tôi. Chúc quý vị và các bạn ngày mới vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.